mọi người theo dõi nha. Thì bây giờ là cái màu nude này là màu nude 170 này ha, mình sẽ làm cho mấy bạn coi. Mình mới ra được là tổng cộng là 36 màu nude. Mà màu nào nó cũng là cực kỳ đẹp luôn. Hello, hello. Ok. Các bạn thấy mình để cái màu nu nó lên không? Ha, cái màu nu là nó không có bị một cái vấn đề gì gọi là giống như là bị bọt hay là bị giống như là bị marble hay là bị một cái thứ gì hết á. Hello from Ecuador. Carol from Ecuador. Feliz Navidad. Nè. Mấy bạn thấy không? Này bột này. Bột đây là cái màu này là 170 này, màu này màu nude. Thì trong này nó có một số màu nude đó và David chế ra đó là nó kêu là soft nude. Màu nude rất là nhẹ là vì lý do là như vậy này, cái màu nude nó rất là nhẹ là nó không có mà nó không có nhiều cái halo tone. Nó không có nhiều cái màu 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 đục trong đó. Thì ra những cái màu nude này á, nó gọi là berry nude đó. Thì nó vừa đủ nude thôi, nó không có nude nhiều. Nó không có nude nhiều như giống như là mình à để đèn chút xíu mấy bạn ơi. Đây. Coi nha. À, rõ không? Nó không có nude nhiều, nhưng mà nó có một số trong này, nó có một số nó là rất là nude nhiều nhưng mà có một số nó không có nude nhiều. Thì đây vị chế ra này, các bạn thấy là cái màu này là màu nu, này là màu sol, là 170 này, nhìn này ha, mình làm xong mình cắt qua một bên ha. Đấy, đó, đây là cái màu nu đầu tiên mình mới, đây là những cái màu nu này là mấy màu mua mới, rất là mới của công ty chi sổ nha mấy bạn, mới lắm luôn. Những màu này đó mấy bạn mà muốn mua đó thì bắt đầu qua năm mới có, qua năm ở ngoài supply bắt đầu họ mới lấy vào. Hiện tại bây giờ thì supply chưa có nha. David đang 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 quảng cáo, đang quảng cáo cho mấy bạn thấy thôi, nhưng mà hiện tại mình thị trường chưa có bán ha. Hello Jenny, em khỏe không em? Rồi mấy bạn tiếp tục coi này, mình sẽ lấy cái màu kế tiếp nữa, là cái màu này là cái màu solid 171. À đây, solid 171 là màu màu hơi vàng vàng nha, là màu chanh rất là nhẹ này, mấy bạn thấy không? À, nhẹ nhàng. À, cái màu cực kỳ nó không có bị giống như là không bị marble hay là nó không có bị một cái thứ gì giống này hết đó. Nó rất là dễ làm mà nó dẻo lắm, nó không có chảy mà nó không có khô nhanh hay là bị gì hết đó. Mấy bạn có thời gian mấy bạn làm này, các bạn thấy mình kéo nó xuống này ha. Đó. Rồi. Đấy, bước nhẹ cái. Và mình chỗ này nó hơi mỏng, mình đắp thêm chút xíu nữa này mấy bạn coi này nha. Đây. Đó. Kéo nhẹ xuống ha. Đó. Ok, see you guys see that's another this color here. Một màu này là một solid 171. Nãy là 170 và 171, mấy bạn coi lại cái màu này dễ thương không? Rất là đẹp nha. Đây màu này màu số 2. À, mình ra tất cả là cái đợt này là David ra như vậy là hello Nicole. How are you? David ra đợt này là tất cả là total là nó là có 36 màu. Nhưng mà 36 màu này là màu nude không à. Này mấy bạn coi hai cái màu lúc nãy này đắp lên xong này, bây giờ màu này thứ 192 này. Hello Trang, màu mới này, vừa coi anh đắp màu mới đã lắm nè, cực kỳ đẹp luôn, màu mới ha. Nè bạn thấy cục màu mới không, để yên cho nó ha. Nè, không có không không có không có bị marble hay là không có bị bất cứ một cái lỗi nào trong 36 màu này hết. Không có shimmer, không có shimmer và cũng không có kim tuyến, không có gì hết luôn. Nó hoàn toàn là màu solid hết, 100% là solid.
Màu rất là đẹp, nhẹ mà dễ thương. No problem, Nicole. Thank you for coming in. Thank you for watching. Merry Christmas to you. Okay, here we go. So this color is 192. Cái màu này là 192. Cái màu rất là đẹp này, mấy bạn thấy chưa? Đây, cái màu này là màu số 3, mình làm cho mấy bạn coi này. Màu vàng đẹp không? Màu vàng rất là đẹp, màu vàng rất là dễ thương, Trang ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm. Này. Okay, mấy bạn thấy là màu này màu số 3 ha. This is the third color. Here we go. Nè, mấy bạn nhìn vô này. Màu nó rất là dịu dàng. Merry Christmas time. Đẹp không Jenny? Đẹp quá em ha. Đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Ok, để anh cắt cái này qua một bên. Cái này là 192 nha. Mình mới làm xong. Đấy. Rồi bây giờ cái màu kế tiếp nè. Cái màu này là cái màu Solid 161. Đây, Solid 161 này. Nó rất là hồng. Đây là màu này, màu hồng. Hồng đẹp lắm. Tiếp tục mình đắp cho mấy bạn coi ha. Đây, tiếp tục là màu này màu hồng ha. Ha, mình đẩy nó qua một bên ha. Mấy bạn coi là mình vuốt cục bột xuống này. Kéo nhẹ xuống ha. Ôm nó vô này. Cái bột không nhất nhất định là không chảy ha. Bột nhất định là không chảy. Để đâu là nằm đó ha. Cực kỳ đẹp luôn, dễ dàng luôn. Anh hello hello anh Khoa Ngọc Nguyễn. Chúc 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 em một mùa Giáng sinh thì là đẹp. Chú cho con hỏi lưu huỳnh của chú có cần phải pha không? Tùy theo. Nếu mà mình sống ở trên miền Bắc á, vào cái mùa này đó, thì nếu mà nó xuống trời lạnh quá, nó xuống dưới khoảng chừng 40 độ đó, thì nên cần pha vào chút xíu. What liquid is that exactly? Not all liquid work with cheese or powder. Well, pretty much all the liquid work, but some liquid is running. Some liquid seem to be running a little bit more. So I work with cheese or liquid. And let me show you. Hold on. Anything that EMA work well, but in there you have to be careful what kind of brush you use, because sometimes if you use a little bit bigger brush, then it will start running. Here, this is the liquid that I use right here. It's a sculpting EMA monomer. Okay. Yeah, that's the liquid that I use. Màu nó đẹp, dạ. Chú cho con hỏi luôn mình. Ok. Rồi bây giờ cái màu này cũng đẹp này. Cái màu này màu kế tiếp này. Mấy bạn coi này. Màu này rất là đẹp luôn. Màu này là màu... Không biết là cái màu này gọi là màu gì. Nó giống... Nè. Màu này thì nó là thành phần là nó là đậm hơn những cái màu kia, nhưng mà nó vẫn là nude. Okay, this color is a little bit darker, but it's still a nude color. Yeah. How low, cool low? Yeah, it's have a very low order to it. So nè, các bạn thấy mình kéo nó xuống nha. Kéo sâu xuống. Nè, rất là đẹp mà. Kéo cái bột chạy tới đâu đã lắm luôn. Ok. It worked really, really well. Hello Quinn, em khỏe không? Hello Mary Cardenas. Lâu quá không gặp em trốn đâu mất tiêu rồi. Lâu lắm em không thấy em vô trong live của anh. Có bồ mới quên anh rồi phải không? Khuyên
Yeah, you should try Samantha. Yeah, it's very consistent. Yes, the product is so consistent. If you try to find a mistake or you try to find something to it, it's not gonna be easy to find because they people we need boss lady. Thúy Bùi, who's Thúy Bùi? Okay, continues. Nhưng mà cái đó không nhớ, trong giá hôm trước mình không đọc tất cả các Look at this yellow. Look at that. 5%. Are you attacking your lady boss? Yeah. Where Samantha, where are you guys at? What city? What city are you in? I mean, what state are you in? Obviously, city and state. Chừng nào mình mới được dùng bột này ta? Qua năm em. Qua năm là bột này sẽ ra thị trường nha. Ráng chờ nha, qua năm sẽ có. Qua năm là thị trường sẽ có màu này. Dạ, con ở Dallas, mình pha lưu huỳnh của Chisel chỉ có loại thôi. Vì lạnh quá nó cứ chảy nên rít phải. Đúng rồi, nếu mà San Antonio, Texas. Ok, San Antonio, yeah, San Antonio, you could go to, this is a supply they have them in San Antonio, yeah. Okay, I like this yellow. Let's try this yellow, okay? Yeah, nếu mà nó lạnh quá thì mình pha nó vào 50-50. Mình pha tùy theo cái độ chảy của của nó. Nè. You got it? Yes, sir. All right, thank you. Này bạn thấy không? Mình kéo nó xuống này. Kéo thật đều xuống ha. Ok. Đó, cái màu này đã không? Cái màu cực kỳ ngọt ngọt ngào luôn. Rất là ngọt luôn. It's so consistently flow. Texas Nail Supply. Oh yeah, that's true. Yes. Yes, Texas Nail Supply have them too. Tony. Tony from Texas Nail Supply. Yes. I don't know how much he have, but and then another one. Pro Nail Supply. I think if you cannot find them in Texas Nail Supply, you can go to Pro Nail Supply. Pro Nail Supply have a lot of them too. Wow, look at that yellow, guys. Isn't that beautiful? Tony, yes, Tony. And then, okay, and then go to, if Tony don't have. Pro Nail Supply probably have them too. Okay, that's the yellow. Yeah, look at that yellow. Cái yellow này, 179. Look how beautiful that yellow is, guys. Such a cutie. Okay. Now, let's try this color. Okay. Slide. Yeah. Look at this color. Kéo nó xuống ha. Bơm nó vô. Nè, có cái màu đẹp lắm luôn. Yeah, it's really worked well together. It's so clean. It's very hard to find a mistake on this powder. It's hard. It's so easy to work with. Okay. Sau đó này, just clean it out a little bit here at the end. Look at that color. Cái màu này mà làm trắng hồng là khỏi chê luôn mấy bạn ơi. Nè mà thí dụ cái màu này nó nằm một mình trên móng nữa. Nó làm look this is 100. This is a solid 180A. Look at that color, guys. Coi này.
đẹp lắm luôn. Cái màu này nếu mà nó làm trên tay 10 ngón á, nó sẽ nhìn giống giống như là nó giống rất là sang trọng. The color is so rich, it's gonna here we go. Look at all the color I just laid it out. They are just beautiful color, no matter what. I mean, you know, because of COVID-19, so I stay home. I got more time to play with the powder. I have more time to create more color powder. And you guys see how color changing a way that it used to be, because I spend time doing it. I have so much time doing it, so I'm trying to create a better. Hi Thanh Thúy, em khỏe không? Em coi mấy màu này mới này. Anh biết là cái màu này là của ai thích rồi đó. Đó, thấy màu đó không? À, nè, nó giờ thấy màu vàng không? Vàng đẹp chưa? Màu vàng đẹp, cực đẹp luôn. À, nè, thêm màu này nữa này nè. Mấy bạn nhìn cái màu. Look at the color and look at how that work and look at how consistently it flow. I mean, it's so yes. See that? That is so beautiful. Okay. Nail that need this and Hoàng. Oh yeah. Thúc Nguyễn. Yes. Hello Nail that, khỏe không? How are you? I'll get it for you. Of course. You gonna have them. You gonna have all this crazy beautiful color. Yeah, look at that color. Look at how consistently flow. Yes. It's this one here is solid 160A. How you doing, Nail Dad? Okay, here we go. So now I'm gonna try this color 193. This is kind of little bit of yellowish. It have a little bit of yellow tone to it. Okay. Nah, here we go. Oh man, I don't know if it's yellow, but it have. Check out this color here, guys. Okay, look at how consistently this baby flow. Look at that, bạn. Các bạn coi này, cái màu này. Màu này gọi là màu gì ta? Nó cực kỳ đẹp luôn, rất là dễ thương ha mấy bạn ha. Những cái màu này mấy bạn làm ombre thôi. Can you send this color to my nail Kali? Your car, yes, I will. To your Kali. Definitely. I'll send a bunch of different color for you guys. Nè, cái màu này rất là dịu dàng và đẹp đẽ dễ thương nè. Cưng giống như anh chủ quá. Màu nào cũng cưng giống như anh chủ quá. Sao em biết anh cưng vậy hay vậy? À, em giỏi nha. Em này có thưởng nữa nha. Anh cho em hỏi sao chai Super Deep dễ hư quá, không xài để nó cũng bị hư. Quý Mai. À, chai Super Deep hả? Em xài em để đâu mà nó bị hư? Em để đâu mà nó bị hư? Nó hư là sao em? Anh cho em hỏi. Nó hư là nó bị sao?
Chai này đúng không? Cái chai này nó màu khô lắm nha. Màu 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 đèn tofu white được rồi. Ồ, màu màu đắt á hả? The tofu white. Yeah, it's, I don't know what it is, but it's soft, really really soft. You mean this one right here em gì ơi, super deep bass đúng không? Super deep bass á. Mua về để trong tủ cứng mở không ra. Ồ, nó bị cứng hả? Nó bị cứng, em có thể là em bỏ nó vô cái máy máy hấp khăn á. Cái máy hấp khăn xong rồi em bẻ nó, em mở nó ra hả? Nhiều khi nó bị cứng vào chỗ nào không? Nó nằm trong cái máy hấp khăn đó. Nè. Thì nó không nó nó tại vì cái loại là nhiều khi nó siết chặt quá đó. Nhiều khi là cái này nó bị lỗi là cái chai cái nắp này nó bị méo này. Thế nó bị méo không? Thì đâm ra là nhiều khi có thể là nó bị cứng và như vậy đó. Em bỏ vô cái khăn cái máy nóng đó. Ok. Mở ra thì nó đặc như cây cọ luôn. Ồ, vậy là em có xài rồi nó mới bị chứ. Thường thường em chắc là có thể là như vậy này. Em lỡ em đụng vào một cái gì rồi. Chứ nếu mà mình chưa có xài đó không bao giờ nó đặc hết. Hiểu không? Nè, đây này, anh lấy một chai khác anh mở ra cho em coi này nha. Đây là chai này anh để lại đây nè, anh lấy chai khác lên. Nè, chai thứ hai nha. Nè. Nó gì nó toe tưa lắm. Nè thấy không? Nó dính lại. Nhưng mà nó đâu bao giờ nó đặt được đâu này, thấy không? Nè, nó vẫn xài được mà. Có thể là mình đụng vô một cái gì đó, tại vì cái thằng này nó mau khô lắm, khi mình đã xài rồi mình phải cẩn thận. Hiểu không? Chưa xài luôn anh, chưa xài luôn mà hư hả? Sao kỳ vậy ta? Vậy em xài xong em lỡ đụng á tiêu nên nó bị khô lại. Đúng rồi. Đúng rồi, cái thằng này á là cái activator mà đụng nhẹ thôi là nó cũng khô liền, nó cứng cái cọ liền, hay là nó dễ bị hư lắm. Tại cái loại này nó vậy đó, nó mau hư lắm. Nó là super deep mà. Nhưng mà trong tương lai đó, anh sẽ đổi thành chai này nè. In the future I'm changing the style. I'm throwing this away because it's so light and it does have problem. This one right here, you're not gonna have any problem anymore. Cái này là trong tương lai đó là you will never get stuck again. Và super deep thì không có cần xài activator, đúng rồi. Nè, cái này là cái chai mới trong tương lai này. Anh đang làm chai mới đó. Nó không có bị giống như cái chai này nữa. Cái chai này nó nhẹ quá mà nó cũng thực sự là lâu lâu nó cũng dễ dính đúng. Em nói cũng đúng chứ phải là không. Nhưng mà nó đặc thì nó khó đặc lắm. Nó khi nào đặc lắm. Nhưng mà nó có thể nó bị cứng lại. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha. Mình tiếp tục mình làm tiếp cho mấy bạn coi nha. Đúng rồi, không có cái thằng đó thì nó không xài vì là đúng rồi đó em Quý Mai nói đúng. Anh không xài. Rồi, bây giờ mình lấy màu tiếp tục mới cho mấy bạn coi này. À, màu này là màu Solid 75 đây. Thêm cái màu này, mình thích cái màu vàng 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 nhẹ nhẹ này nữa này. Nó rất là dễ thương này. Màu này cũng cưng này. À, màu đỏ này cưng này. À, rồi màu 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 nude này đi. Đây, đây màu nude này này, màu nude đây màu nhiều màu cưng lắm. Em nghĩ anh nên đổi chai mới, chai cũ hư liên tục. Đúng rồi đó Quý Mai ơi. Anh đổi mà. Anh đặt cái chai này là anh quốc, thật sự ra đúng ra là lúc mà anh làm cái chai này đó. Em biết mà, mấy cái chai này thật sự ra anh không có chỗ nào làm ngoài ra ở Trung Quốc làm thôi, chứ ngoài ra không ai làm được hết. Ở Việt Nam không làm được luôn. Mấy cái chai này này. Rồi anh đem về bên đây rồi lúc mà tụi nó design cho mình nó lại em thấy là nó hư hoài thấy không? Nó hư. Bây giờ anh đổi thành chai mới rồi. Chai mới này của anh này em thấy không, cái nắp này nó dính chết hai bên này vô luôn. Non sát luôn. Nắp nào cũng vậy hết á. Nè, non sát vào với nhau. Nó sẽ không bị vấn đề nữa mà nó cứng mà nó nặng nữa mà nó không có bị giống như là nó sẽ không bị giống như là bị dính lại nữa. Cái tại vì cái nắp này nó sẽ không bao giờ nó dính lại được, tại vì lên cái loại nhựa này đó là nhựa mới. Nó không có bị dính cái chai của mình vào cái ấy nữa. Đâm ra là mình sẽ thoải mái hơn ha. Mấy màu này ra trước mùa hè là ổn anh. À, đầu năm anh có nha em. Mấy màu này là đầu năm anh sẽ có hết. Anh đang chuẩn bị ra đầu cho đầu năm anh sẽ ra mà. Này bây giờ mình lấy màu vàng cho mấy bạn coi nè.
cái tông màu vàng rất là dễ thương ha. Đấy bạn có chú ý này. Nè. Đó. Ôm nó vô này. Đó. À, bạn thấy không? Kéo nó vô này thấy không? Rất là đẹp và dễ thương cái màu này, dịu dàng. Đó, kéo vô nè. Ha, nhẹ nhàng đẹp đẽ ha. Cực đẹp luôn. À, chai cũ màu cứng, cọ xài không được bao nhiêu là bỏ rồi anh. Chai cũ màu cứng. Cứng cọ là tại vì nhiều khi không phải là cứng cọ đâu, tại vì cứng cọ là nhiều khi mình đụng vào cái ấy đó em. Mình đụng vào cái activator đó, có nhiều người không biết đó, đem đụng vào cái activator đó nó màu cứng cọ lắm. Thường thường là không bao giờ cứng cọ hết á, trừ khi là mình làm không đúng thì nó bị cứng cọ thôi. Cái nắp đó thì nó có thể là dính vào cái chuyện đó thì nó có thể xảy ra. Hello, đúng rồi, chai đen xấu là nhẹ quá. Đúng rồi, nó nhẹ lắm. Anh đổi chai mới cho đẹp chút xíu. Đẹp đẹp giống như anh vậy đó, dễ xài ha. This one here like a banana cream. It is so pretty here. Look at the yellows. Look at that yellow. I love that yellow. There we go. Here we go. Rồi. Màu vàng đắp nhìn đậm hơn. Đúng rồi, mình đắp cho cái nó đụng vào cái liquid đó em. Trang Cherry không biết anh còn nhớ mình là ai không? Trời ơi Cherry ơi, em khỏe không? Sao em lâu quá em không vô mà nhớ em không nhớ gì? Em bỏ anh đi mất tiêu rồi em. Kêu anh nhớ làm sao anh nhớ được nữa. Em khỏe không? Rồi hello Trương. Rồi tiếp tục mấy bạn coi tiếp tục màu mới này ha. Coi đây. Nè. Nè mấy bạn coi này, ôm nó như này, cái màu này rất là màu này gọi là màu gì đây ta? Nè nhẹ nhàng nè, dễ thương không? Nè. Nhớ em là ai không ạ? Trời ơi anh là dễ nhớ trên dài không ạ? Khổ quá. Mấy em là trên dài nó nhớ, trên ngắn ngắn anh không nhớ đâu. Nè ôm vô nè, thấy chưa, kéo xuống thấy không? Nè mấy bạn nhìn cái màu đẹp chưa, rất đẹp luôn. Look at this color right here guys, how beautiful they are. Dạ em khỏe, thấy anh mỗi ngày trên Facebook ạ. Đúng không, thấy anh mỗi ngày phải không? Vậy là vui rồi, anh đâu có thấy em đâu, chờ anh buồn chết luôn. Anh mất ngủ rồi vì không thấy em ở đâu hết đây nè. Hèn chi anh không nhớ em, trên em ngắn quá ngắn ngủ. Em trên em hả? Ừ đúng rồi, anh sao anh nhớ em được. Thanh Tuyền, trên em có khúc à, ngắn quá sao nhớ nổi. Hello Laura. Yeah, I sniff all the time. You know what happened to me when I moved to Florida and you know I had this problem, allergy problem. Don't know why. Là màu vàng bao nhiêu tiền một hộp anh? Yeah, lots of powder too. That's true. That could be another problem too. $12, 12 đồng một hũ nha. Bonjour, Veronica. Veronica. Okay, here we go again. This color right here is 186. Yeah. Look at that color, it's so rich. And it's so consistent. The color, the way it mix, the way the color flow, they are so consistently. It's very hard to find a mistake on this color. They lay well.
Look at that color mấy em nè. Quý 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 quý. Look at that color, guys. Look at that color. How consistently that flow. Yeah, you know, I've been in the nail industry for a little bit over 20 years. And you know, I thought my meme system would get you to what it is, but I work in the powder industry. We manufacture this here, right here in Sanford. We manufacture them here. So, and I've been sniffing, you know, since I start moving to Florida. I don't know why. I think because of the, maybe after a few years. Anh có gửi về Hawaii không anh? Lian, Hawaii thì anh không biết là, nhưng có nhiều supply gửi, em muốn thì anh sẽ tag cho em cái địa chỉ cho những supply họ gửi về bên đó. Anh thì anh không có bán. Có vaccine rồi đó anh, làm một phát rồi đi làm demo. Hello Việt Nguyễn em. Anh đang chờ vaccine nó chưa có cho anh. Coffee anybody? Starbucks coffee. Anh đang chờ vaccine tới phiên anh là anh chích liền á. Yeah, I'm waiting for the vaccine so I could get a shot and I can go to work. I can do more traveling. Okay, here we go. Now look at this color here. Toàn là những màu đẹp không nha mấy bạn. Nè. Rất là nhẹ nha. Nè, có cái màu đẹp không? Màu này là màu gì đấy ta? Caramel hay màu gì đấy? Sao mà đẹp dữ vậy nè? Ủa hay là màu này mới đắp xong rồi? Đẹp quá không? Đây. Pretty, pretty colors. Look at how consistently this thing flow, guys. Okay, put it right there. Okay. Okay. Đây, màu này nhẹ này, màu này hơi trắng này. Rồi màu này nữa này, rồi thêm cái màu hồng này cũng đẹp này, mình thích cái màu hồng này hơi đẹp, ok mấy bạn theo dõi này, tiếp tục mình sẽ tiếp tục đắp cho mấy bạn coi nha, màu này màu trắng trước ha, hello Chi Đỗ em khỏe không em, đây, màu này không phải màu trắng nữa, xin lỗi cái màu này nó giống như là, nó gần gần giống như là cái màu màu này gọi là màu gì ta? What color should this look like? Opal. Nó giống như là cái màu cotton candy. This more look like a cotton candy to you guys. Yeah, I think it should like. Khỏe à? Em khỏe là vui rồi chị ơi. Em đi làm chưa? Đây, tiếp tục này mấy bạn coi này. Okay. Đó, cái màu này là gì đây? Màu này giống như là cái màu cotton candy ha. Look at this color. It's more like cotton candy. There we go. That's a very pretty color. Okay, here we go again. Give me to the next color. This is the pink. Pink is, I don't know how, I think I'm just in love with all the pink color. Pink and yellows. I like yellow, I like pink. Nè, cái màu này rất đẹp luôn. Nè, ây da dính rồi, dơ quá. Nè, nó chảy ra nè.
Look how that go down. Màu này đẹp không? Màu này rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn á. Theo kéo xuống ha. Dạ rồi anh đi làm rồi hả? Ồ ok vậy cũng vui. Anh tưởng đâu là còn ở nhà là buồn chết luôn. Có nhiều người giờ đang ở nhà không có đi làm, nhiều chỗ nó bị đóng cửa, nhất là bên Cali. Màu đẹp không? Quá đẹp ha. Đây, màu này cũng đẹp này. Đây coi mấy bạn coi màu này đây. Màu này nè, màu này có nhiều người có thích nè. Đó, cà phê nè, được chưa? Đó, đẹp không? Đây. À, bạn coi nè, hôm nay không có nắm tay người đẹp hả? Hôm nay lễ rồi em, nhân viên của anh á, nó cũng đang hơi bị bận, đâm ra anh không có lấy tụi nó ra làm. Đâm ra anh chỉ có muốn thử những cái màu mới lên, lên cho các em, cho các bạn mọi người thấy cái màu mới của mình thôi. Chứ anh năm nay anh không có làm, tại vì có mấy nhân viên đó, nhân viên họ hôm nay họ bận lắm, họ sửa soạn, họ làm những cái màu mới này, họ đang làm những cái màu mới này, đang sửa soạn đóng thùng đó, đóng thùng cho anh đầu năm tới này đó. Đóng thùng chợ cho năm tới thì đâm ra là đó. Nè tiếp tục ha, tiếp tục mình sẽ qua bên đây mình cho coi các bạn coi cái màu này cũng hay này, màu này cũng rất thích này. Đây. Peach cobbler. I like this color right here. You can see this color right here. It's so pretty color right here. That's how the look at that color right here. Coi cái màu này này mấy bạn coi này. Thấy không? Nè. Cái màu nó see this color, I like this color right here. Very pretty color. Look at that. See how beautiful that thing flow. Kéo xuống nha mấy bạn nha. Nè. Cái màu đẹp không? Look at that color, guys. Hello, Caroline. Thank you. Maybe you are hungry. It could be strawberry cream. Okay, what it is, but it's very very pretty color. Okay, màu đó đẹp không em? Ok, để anh lên lấy thêm màu cho mấy em coi nha. Rồi. Và rồi ngày mai kia anh về với cát bụi cho. Nè, ok, now this color right here. You like the application? Yeah, it's actually that's how the product work like that. Is actually
it's very easy to control. It's so easy to manage the powder. So it doesn't give you a hard time at all. They all every time it's like that, very consistently. Okay, take the powder, you leave it right there. Kind of let it flow down a little bit. Yeah. Yeah, get the product flow, they flow and they work very easy, effortless, very manageable. Các bạn thấy không? As you could see, Keijo, as you could see, you pay attention to what I do. You see, I everything I do is very, very soft and easy. I don't brush back and forth a lot of time. I don't play too much with it. I don't pressure my product or you know to work. I just let it flow. Màu đẹp lắm luôn à, Tammy. Ok, nè, cái màu này cũng đẹp nè. Ok, look at this color right here. You guys see this color? Here we go. It's gonna be pretty color. Nah. This one right here is. Nè, mấy bạn coi cái màu nè. Ok. You work very, very. See how you get it in? You bring everything into the center and you can work its way down. Khi nào em có à? Qua năm nha. Tất cả những màu này đều qua năm là có hết nha. Mọi người. Bây giờ năm này sắp hết năm nay rồi, Noel là bây giờ đóng cửa rồi. Mà đóng cửa rồi bây giờ đâu có thể nào mà đâu có không có ai đi gửi hàng được hết. Xếp hàng chết luôn. Mà bây giờ mà đi ra gửi là cứ bị delay hoài à. Mệt lắm. Nó bị ra nó chờ lại xếp hàng lâu lắm. Đó. Này. Nè các bạn coi này. Thấy không? Cái màu đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn nè, thấy không? Đó, mấy bạn coi. Quá trời là nhiều, quá trời là màu đẹp không à. Màu cực kỳ đẹp luôn. Màu nào cũng cưng hết trơn á. Cưng lắm luôn á. Đây. Hello Kim Phạm. Em khỏe không? Rồi. Màu này màu nhẹ nhàng nè. Màu nhẹ nhàng đẹp không Yến? Em có những cái màu này rất là nhiều màu nhẹ nhàng đẹp lắm. Nè. Check out this color again. This one here is soft. Nghiêng qua một bên. Năm mới có màu mới nha mấy bạn nha. Mấy cái màu này qua năm mới có nha mấy bạn. Nè, hey, các bạn ôm thấy nó ôm vô không? Đó. Look at that color. Hello Hồng Phạm. Nè. Khỏe hả? Có đi làm không em? Nè, coi này. Ôm vô nha. Thấy chưa? Mấy bạn thấy không? Cái màu này dễ thương không? Đó. Cực kỳ là đẹp luôn. Nè, nhìn cái màu đã không? Rất là đẹp nha. Rất đẹp luôn. Chứ không phải là đơn giản gì, không phải đẹp thường nữa. Đẹp lắm. Em thích màu tự nhiên đúng không? Yeah, mấy cái màu này là đa số là những màu tự nhiên không à. Nè, thêm cái màu này cũng vậy này. Những cái màu tự nhiên nhẹ nhàng ha. Đây. Và cái màu này cũng đẹp nè, màu này rất là tự nhiên nè. Thấy chưa?
Đó. Ô nó vào này không? Hola de Bura Baranga, Colombia. Hola, ¿cómo está? Look at that color, guys. Bucaramanga. Nè. Coi kéo xuống này, màu đá không? Màu là nhất định không bao giờ chịu khô. À. Nhưng mà khi mà đã khô rồi thì khô rất là màu. Nhưng mà cái thời gian mà nó cho mình để mình làm việc đó là cho tới mấy 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 phút lận. Xí. Cực kỳ đẹp luôn, cái màu này cũng là rất là dễ dễ chịu này. À, thấy không? Màu này hay không? Những màu này mà mấy bạn à, anh nói gì? Anh nói tiếng Mẹ cho anh nói gì em? You should go to YouTube so you can get pay video out and people donate if they like, make extra more income. Go to YouTube. Okay, I have someone put all my video up there. Cause I'm really busy. I don't have time to upload or do anything. So I let all the people take my video and put up there. Bút anh dài mấy phân mà nước nhiều vậy? Cái này đó, cái bút này đó là như vậy này, nó chỉ là cái cây số này là số 14 thôi, nó không phải là mấy cây bút to, nhưng mà nó dài hơn tất cả những cây bút thường đó. Cái bút kia đó, cái lông của nó ít lắm, đâm ra là nó lấy nước, nó không có lấy nhiều 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 nước được, giống như là cái bút này. Cái bút này nó dài, nó lấy được nhiều nước lắm, thì đâm ra là lúc mà làm đó mà mình nước nó nhiều đó, nó đẹp hơn, nó đẹp hơn đó. Rồi các con bên ha, màu đó làm ombre với clear đẹp lắm, chắc chắn luôn. Anh cố tình anh làm ra là như vậy này, à, Trang. Anh cố tình anh làm những cái màu này đó là tại vì hiện tại bây giờ nó đang có một cái phong trào á, là làm ombre clear clear, em hiểu không? Thì đâm ra anh có làm, anh có khoảng chừng 9 hoặc là 10 màu á, anh làm ra ombre nó clear clear để cho người ta làm những cái design như là màu clear nè, những cái màu gì mà nhẹ nhẹ đó. Cause that's why I did that, để cho nó ra được những cái màu như vậy. Đó. Đây. Để đâm ra là tại vì tại sao mà nó có những cái màu, nó có những cái màu clear như vậy ha. Ok, mình lấy cái màu này tiếp tục cho mấy bạn coi nhé. Here we go. Look at that powder. Look at that color. Mấy bạn coi cái màu đó này. Đó, thấy không? Nghiêng nó còn bên ha. Cái này là giống như là cappuccino đúng không? This is more like a coffee, a espresso, a cappuccino. A caramel. Look at that. Chloe, hello em. Nhiều màu đẹp lắm Chloe ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm luôn á. Mấy cái màu này anh biết là 100% em thích mà. Tại vì cái tông của em là những tông này mà. Mà cái này anh có 36 màu tông như vậy luôn đó Chloe. Em nói bên bên Best Nail với lại bên Diamond Nail Supply nên order trước đi. Hello Anthony, em khỏe không? Ok. Anh biết tại sao rồi đó thôi Anthony. Lý do là như thế này. OM 73A của anh á, nó bị đây. Cái màu này á, anh có một cái batch, nó có vấn đề. Nó có vấn đề là khi mà người người thợ của anh họ cân lộn. Thì tại vì cái màu đen á, em cân nhiều hay cân ít gì á, nhìn không có ra lỗi. Nhưng mà có một cái đắp không khô là vì lý do cái pigment trong này nhiều quá. Em hiểu chưa? Thì bây giờ như vậy này, em mà có một cái hộp nào mà nó không khô đó, em đổ nửa màu đen đi ra một cái hũ khác. Rồi còn nửa lại đó, em đổ
em đổ cái màu clear đó, màu clear của chiếc sổ đó, màu clear nè, em đổ cái clear vào rồi em xếp nó đều lên, em đắp nó sẽ khô, mà cái màu đen thì nó sẽ không có thay đổi. Vì lý do đó là cái mistake á, là cái thằng thợ á, cái người mà làm trong lab á, họ cân cái thằng này nó bị sai. Mà những cái màu khác á, mà em cân sai đó, khi mà đi ra ngoài đó là nhìn ra lỗi liền. Cái màu đen á, nhìn không tìm được ra lỗi, tại vì nó màu đen thui à, nó không ra lỗi được, thì đâm ra người ta không có biết, đưa ra luôn. Nó có một bát khoảng chừng 200 pound nó bị như thế này. Nhưng mà em cứ đổ ra nữa ha, em đổ nữa ra, em bỏ clear và em xét lên em làm thì nó sẽ ra, nó sẽ khô mà nó vẫn khô như thường nha. Hoặc là em để 1/3 cũng được nữa, em không cần phải nữa, nó 1/3 thôi, rồi em đổ clear và em xét lên em làm nó khô liền ha. Cái đó là cái mistake của ấy đó. Nhưng mà nó không, nhưng mà em đổ vào nó sẽ không có khai màu. Hello Karen James, how are you my friend, long time no see. Ok, here we go again. Cái màu này đẹp nè, mấy bạn coi ha. Đúng rồi, nó không có bị khô nè. Màu này khô, em thích nè, khô. Đó. Mấy cái màu này đắp mới sướng nè, đắp đã lắm luôn. Nửa này nửa kia cũng được, hoặc không là 1/3 thôi. Cũng ok. 1/3 đen còn bao nhiêu em bỏ màu trắng vô cho anh. Mà quên, phải màu trắng lộn nha, xin lỗi. Màu clear vô cho anh nha. Em xách nó lên, em xách thật đều lên nha. Vậy deep có khô? Deep thì vẫn khô thường, deep thì vẫn khô. Chỉ có đắp là nó không khô thôi, tại vì pigment nhiều quá. Not able to work. Yeah, I know you guys over there are everything shut down, right? I don't know. I think it's so bad. It sucks. A lot of people had no job. A lot of people can't work. It's so bad. Nè. Nè, cái này nè. Cái này là clo, cái này của em nè. Em thấy cái màu này chưa? Chắc chắn là của em này này không? Màu này em mê luôn à. Bộ màu mới em thích khi nào ra vậy Anthony? Bộ màu này thì đầu năm có, qua năm có nha em. Những cái màu này là qua năm mình sẽ có. Đây là anh lấy cái màu này màu đậm cho coi này. Wow, màu đậm đỏ này. Yes, tier 4 is awful. That's so bad. Màu trắng deep local là sao anh? Deep local là sao anh? Màu trắng hả? Màu trắng nào mà deep bị local về Tuấn Phạm? Nhiều khi như vậy nè, nhiều khi bắt đầu bây giờ em đi vào thời tiết đã bị lạnh rồi đó, mùa hè em biết cái gì cũng màu khô hết, nhưng mà khi vào tới mùa hè rồi đó, mùa lạnh rồi đó, thì nhiều khi cái thời tiết nó làm cho cái thiết kỷ cũng gì nó cũng lâu khô hơn một chút, nhưng mà nó vẫn khô chứ không phải là không khô. Thì em coi lại có nhiều khi thời tiết không. À, coi mấy màu này bạn nè, màu đỏ này mấy bạn coi nè. Nè, cánh hồng sen nè. Đó. Màu trắng biết rồi, nhưng mà anh có nhiều màu trắng lắm mà, đâu phải anh đâu phải có một màu trắng đâu. Em nói của hãng chỉ số anh chả biết màu nào. Anh có thằng OM60A, Super White, American, Salad 24. Màu trắng nào mới được chứ. Hiểu không? Em đang bị chết vì màu này. Mấy cái màu này thì đậm này, còn mấy màu kia lọt đẹp lắm. Em sẽ thích cái màu, mấy cái màu lọt đó. Qua năm thì bắt đầu mới gửi được, tại bây giờ biết sao, bây giờ không có thể nào mà đi ra bưu điện đứng xếp hàng được mấy bạn ơi. Bưu điện đông người lắm. Em lấy 1/3 đen pha với clear là ok. Ờ, vậy là ok rồi đó. Đúng rồi đó. 1/3 là em pha ra là tốt nhất. Là nó khô liền. Super white hả? Super white làm sao mau khô được, không khô được. Super white để cái vô khô liền nè, mau khô lắm. Để nè, anh dip cho em coi. Em dip, nhưng mà em lấy nước dip của ai? Đây, anh lấy super white cho em coi. Đây, anh dip ngay trước. Đây. Em nói super white là super white này đúng không em? Đúng không? Nè, super white đây ha. Ok.
Anh bíp cho em coi luôn này, anh để cho nó, anh để cho em coi này, nó mau khô lắm, đâu gì đâu không khô. Nhiều khi em lấy cái nước Hello Mary. Mary, em khỏe không Mary? How are you? Nếu mà anh dùng cái thằng này đó là nó khô ngay tại chỗ này. Còn anh dùng cái thằng regular đó để anh làm cho em coi này nha. Nó không khô là chắc nó có vấn đề gì đó chứ. Nè, em coi này, cái này đây này, anh biết nhiêu này ha. Anh thua là nhiều khi cái nước nữa, em xài nước nào. Anh hả? Anh khỏe re à? Em sao rồi, có gì vui không? Nè, em thấy không? Anh biết cho một lớp ha. Để anh chờ khoảng chừng một chút xíu đã cho nó khô để anh phủi bụi đi này ha. Giờ anh deep lớp thứ hai nè. Đó, super white nha, cái này là anh đang deep super white nha. Nó lâu khô là em lấy nước từ đâu ra? Nè. Màu thứ hai ha, đưa nó vào này ha. Những màu khác của chi sô thì vẫn nhanh khô. Nè. Vậy là có vấn đề đó, em vẫn vậy, không có gì vui anh ơi. Sao vậy? Xong vui. Qua đây anh dẫn đi chơi. Đây đây là màu này, màu trắng này, em thấy không? Anh điếp hai lớp rồi này. Thấy không? Thì anh điếp cái này này. Nè. Để anh đắp để nắp lại chút xíu nha, thôi nó dính bụi vào trong cái này của anh. Chờ xíu. Nè, em thấy không? Anh điếp không? Thấy không? Khô rồi thấy không? Em nghe tiếng thấy không? Em nghe cái tiếng mà anh vú không? Là anh mới đẩy lên là nó khô rồi, đúng không? Đó, cái này là tại vì anh deep bằng cái thằng super deep đúng không? Bây giờ anh sẽ deep bằng cái thường này. Nhưng mà deep xong anh sẽ bỏ cái activator lên đúng không? Chờ xíu để anh tìm cái chai base cái đã. Đây chai này, chai base đây đúng không? Chai này, chai base này. Rồi anh deep cho em coi luôn nha. Em vẫn vậy. Nè em lấy là cái chai này, chai này là cái này thì em phải bỏ activator lên thì nó mới khô. Đây là cái này là cái thường nè. Ha. Cái thằng này là đúng ra là nó lại là mau khô lắm ấy Tuấn ơi. Anh không biết tại sao cái bú em nó bị. Thiệt, anh nói thiệt mà, nhớ xong nhớ. Qua đây anh nhận đi chơi. Nè. Nè, lớp thứ hai ha, anh bỏ vào nha. Rồi anh cắt thằng này đi. Thằng này là cái thằng base số 2 của chi sô mình ha. Rồi sau đó mình sẽ sơn activator lên đúng không? Đây, anh lấy nó ra này. Ok. Có cái màu còn cái màu solid 79, màu tím nhạt, màu nó loang không đều. Em lắc cho kỹ nhưng nó cũng vậy. Em đến supply họ nói không biết mua không rồi cũng chả. Màu 57 ha. Màu 57 thì nó có, để anh coi lại coi. Em đắp nó ha. Có khi nào hút bột của em bị lỗi không? Nếu mà của em bị lỗi là anh bị lỗi nhiều lắm Tuấn ơi. Tại vì lý do đó là khi mà anh pha ra như vậy đó, một cái màu anh pha ra là phải, anh phải pha ra là 200 pound. Thì giống như là OM 73 của anh nó bị lỗi đó, là nó bị lỗi rất là nhiều. Cả nó lỗi cực kỳ nhiều luôn. Ừ. Còn màu trắng mà nó chưa khô á là anh chưa có nghe. Thì đâm ra là anh không biết là cái hũ của em nó như thế nào. Hũ trước em biết vẫn khô nhanh à. Cái đó cũng hơi lạ ha. Nè, cái này anh bỏ activator lên rồi này ha. Này bây giờ em thấy không? Em thấy chưa? Nè, nó khô rồi này ha. Đó. Nè. Này anh bỏ activator lên này. Cái khoảng chừng 1 2 phút chứ mấy. Thấy chưa? Không biết là cái hũ của em nó như thế nào, anh cũng không có hiểu. Nhưng mà anh để lên nó khô liền à. Lần đầu tiên anh nghe là cái thằng này đít chưa khô. Cái đó là sự thật. Nhưng mà OM 73A anh biết là đắp không khô thì có nhiều người cũng nói. Nhưng mà cái màu super white đó thì anh chưa bao giờ anh nghe qua là nó không có khô khi đít. Ừ. Nó cũng hơi lạ, cái đó là đối với anh là cũng hơi lạ mới đó. Rồi bây giờ cái này cắt con về nha mấy bạn nha. Hôm trước em cũng nhanh vậy hả? Sao kỳ ta? Ừ.
Em ở tiểu bang nào vậy Tuấn? Nè bây giờ mình coi là cái màu này màu đẹp này. Nè. Để vô này thấy không? À. Chloe coi cái màu này đẹp này Chloe. Rất là dịu dàng dễ thương này thấy không? Em bên UK. Ồ trời bên UK xa quá. Anh tưởng em bên đây thì anh kêu em gửi lại cho anh coi. Em thử cái lấy nước của Chiso em đếp thử coi, đừng lấy nước của khác. Em lấy nước của công ty Chiso mình á. Chứ màu trắng là anh không biết tại sao đâu, anh đâu bao giờ anh thì anh chưa bao giờ nghe là màu trắng đếp không khô. Màu đen thì có. Nè. Màu trắng thì đúng rồi, thì bởi nhưng mà em Tuấn Phạm lại ở bên mút ở bên UK lận. À, nó khó ghê. Đừng ở bên đây thì anh tìm cách anh coi. There we go, see? Look at that. Look at that. Nè, cái màu này rất là đẹp này, màu pink này. Look at this pink. Nó đều lắm luôn nha, ha. À, mấy bạn coi. Cất cả một bên. Mình còn rất là nhiều màu. Đây này, em Chloe em ở lại em coi. Anh đang còn rất là nhiều màu mà là anh biết em sẽ thích. Những cái màu này là toàn là những cái màu của em không à. Những cái màu mà thôn của em không à. Thôn mà em mê không à. Cực kỳ dễ làm luôn. Dễ làm lắm luôn. Dễ đắp mà màu cực kỳ dễ để đẹp luôn. Okay, here we go again, see? Now pick up the liquid. Okay. Nè, màu này đẹp nè. Đó. Kéo xuống này không? Thấy kéo không? Ôm nó vô này không? Mấy bạn thấy vô ôm vô không? Hôm qua em mới dip ombre trắng đỏ. Ồ vậy đó hả? Trắng đỏ hả? Ombre trắng đỏ làm ombre một nốt nhạc hay là dip kiểu nào? Trắng đỏ làm một nốt nhạc đẹp nhất. Nè. Yeah. Cái màu này cưng không? Tối nay ngủ được rồi phải không? Bị màu nhập đúng không? Chắc chắn luôn rồi, tối nay anh cho em khỏi ngủ luôn. Anh khoe một hồi là em khỏi ngủ tối nay luôn, những cái màu này. Nè các bạn thấy chưa? Nhớ ha, em nói ở bên Diamond Nail á, rồi em nói ở bên anh John á, Best Nail á. Pre-order mấy cái màu này về đi. Đầu năm mà không có mấy cái màu này là thiếu sót á. Mấy cái màu rất là đẹp, đẹp lắm luôn. Nè, em coi này nha. Nè em có màu hồng này này, màu hồng này nó nu mà nó nu rất là lọt nha. Đó. À một nốt nhạc hả? Một nốt nhạc là ngon lành. Chỉ có cách đó làm nó dễ thôi. Nè, màu này đẹp không à? That's a very nice light pink, guys. It's soft. Soft. Rồi. Ok, thêm cái này nữa này, coi này nha. Mấy bạn coi tiếp tục nha. Nhiều lắm, mình có nhiều màu lắm. Có nghĩa là mình có tất cả là 36 màu nude cho đầu năm. Màu này dễ thương này. À, mà màu nào cũng là đẹp hết á, màu nào cũng là đắp là khỏi chê rồi, đắp là mê luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Bộ mới bao nhiêu màu? 36 màu Anthony ơi, anh có tổng cộng là 36 màu nu nha. Nè, bộ này là nu không anh nha, toàn là thôn của em không à, đúng rồi, 100% luôn.
Màu nu này là phải có nha. Mấy bạn nào mà không có là hơi bị uổng đó. Từ số mấy đến số mấy vậy anh? Tháng giêng có hả anh? 36 mùng tháng giêng anh có. Nó bắt đầu từ sao lịch 160 cho tới sao lịch 195. Ha. Tổng cộng là 36 màu. Toàn là nude không? Đủ tông màu nude luôn. Có nghĩa là những cái màu nude này mấy bạn mua về một cái là thôi, khỏi phải lo lắng về những cái màu nude nữa. Khỏi phải lo lắng về màu nude đó, màu nude tại vì màu nude mình có rất là đẹp. Đắp là không có chỗ nào mà chê hết trơn. Nè. Đắp là mê, đắp xong một cái là mê luôn nè. Mấy cái màu này của em này close. Coi này. Nè. Shop em toàn màu nude. Đúng rồi. Thì bây giờ em thêm cái này vô collection của em mới là vừa đủ luôn này. Em không thiếu màu nào hết trơn. Nè các bạn coi màu nude này nè. Thấy chưa? Look at this nude color here nè. Nude soft nè. Đó. Nè, kéo xuống này bạn thấy không? Ôm vô. Quá đẹp luôn. Look at that color. Màu đẹp quá, khách lại mê thợ đắp. Đúng rồi. Màu này là đắp là đã lắm luôn nè. Em đắp tới đâu là dính tới đó. Mấy cái màu này em đắp đâu là dính đó. Đắp đâu là dính đó. Bảo đảm luôn. Đây này mà thêm cái màu hồng nữa này. Đẹp. Nude đó đẹp lắm em. Nè màu hồng này cũng đẹp này. Đó. Nghiêng ở bên ha cho nó chạy xuống ha. Kéo nó xuống. Nè mấy bạn thấy chưa? Nè dễ thương ha. Soft. Beautiful. Very easy to control. It's so easy to manage. Không có work hard. Lúc nào nó cũng đẹp mà dễ làm hết. Màu nó nhẹ nhàng, nó chạy từ từ. No, he is really good. I love watching him. Thank you, Aslim. Check to see how I apply the powder. It's all about control. It's all about Aslin. It's all about let the product flow. Yeah. See how I get the color in here. I tilt this to get the product stay inside, and then I just look at that. Very effortless. You let the product flow down. Easy. Okay. I don't trying to work so hard at it. I let gravity work and I let the product flow. Mình cho cái màu của mình nó flow xuống ha. Okay. So when it flow, ba mươi sáu màu nude có luôn sample không anh? Có luôn Trần Thanh, chắc chắn phải có. Không có là không có ai mua hết á. Bây giờ là 36 màu nude này khi mà ra là sample sẽ kèm theo nha. Những chỗ nào bán không có sample đừng có mua nha. Bắt buộc phải có sample đó. Anh nói là tại vì công ty đã cho ra sample rồi, đâm ra là supply là bắt buộc phải có sample. Người mấy supply mua 100 set thì là sẽ có 100 cái sample đi theo. Không bao giờ mà không bao giờ mà thiếu hết. Trời cái màu này. Chloe, em coi cái màu này đẹp không này? Cực kỳ đẹp luôn này ha. Look at this color.
Làm sao mình không mê được chứ. Yeah, hello Sài Gòn Nail. Em khỏe không? Hello cả nhà, các bạn. Đây, tiếp tục nè. Em coi mấy cái màu này tiếp tục vô nữa này. Đây, đó, thấy không? Đó. Đây là toàn những cái màu mà toàn những cái màu mà màu anh thích không à. Màu rất là đẹp ha. Là nhớ là ra mua đó là nhớ là lấy color chart nha. Color chart của nó là nó sẽ trở thành con số từ 100 color chart là bắt đầu từ con số 160 tới 195. Lúc này lâu lắm mà không thấy em vô, em khỏe không? Lúc này chắc cũng bệnh hay sao vậy? Nè, coi tiếp tục ha. Look it. Coi này. Chiếu. Ok. Ôm nó vô này ha. Nè, có cái màu này nè. Ha, màu này dễ thương không? Look cái này. Thấy chưa, các bạn thấy không? Đó. Thêm cái màu đó nữa đó. Solid, yes. 160 to 195, chính xác luôn nghe Trần Thanh nha. Và sẽ có luôn cả những color chart hết tất cả. Nè, màu này cũng đẹp này, close. Very, very soft. Nè, mấy bạn coi cái màu này. Oh, Ashley, the giveaway is tonight, okay? 9 p.m. I am going to ask question, and whoever answer correctly, it's all, the question is all, let me give you a clue. The question is all about chisel. Okay? So whoever answer first will be the winner. I have total of 8 prize I'm giving out tonight. So 9 o'clock tonight. All you have to do is tonight, all you have to do is share my video out. And then you are into the competition. I mean, into the drawing. What kind of brush? I'm using chisel. Number 14 chisel. 14 is work better. It's not too big, but it's not too small. Yeah, it's number 14 right here. Okay. So that the color, okay. Okay, one more. This is the last color that I have. Okay, nè, màu cuối cùng nha mấy bạn. Nè, cái màu này nè, màu này là Chloe em thích nè. Đó, thấy không, nhẹ nhàng không? You should let it flow down. Thấy giờ mấy bạn thấy không? Ôm nó vô. Đó. Thấy cái màu sướng không? Always clean your brush so so your brush is clean. When it's clean, it's work much better. Okay. Màu này em cũng chết hết. Thấy không? Màu này đẹp không? Màu này là chết chắc luôn. Rồi. Xong rồi đó nha. Hết màu rồi mấy bạn ơi, không còn màu để thử nữa. Đó. Mấy bạn đã thấy 36 màu nude.
You guys seen it? 36 nude color that I have, starting from 160 to 195. Okay.